lịch thi đấu và trực tiếp vòng 12 V-League 2023, chạy đua nước rút. Vòng 12 V-League 2023 diễn ra vào hôm nay ngày 24 tháng 6 và ngày mai hứa hẹn hấp dẫn khi các đội chạy đua nước rút bởi giai đoạn 1 chỉ còn 2 vòng đấu. Hôm nay ngày 24 tháng 6 diễn ra 3 cặp đấu đầu tiên của vòng 12 V-League 2023. Lúc 18 giờ trên sân Thiên Trường là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Nam Định, 15 điểm, hạng 8, gặp câu lạc bộ Thanh Hóa, 22 điểm, hạng 1. Trận đấu dự báo gay cấn, hấp dẫn khi câu lạc bộ Nam Định cần điểm để giữ vững top 8, còn câu lạc bộ Thanh Hóa cũng muốn giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, TV 360. Lúc 19:15 trên sân Hàng Đẩy diễn ra trận đấu giữa đội Công an Hà Nội, 21 điểm. Hạng 2, gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 17 điểm, hạng 4. Đội Công an Hà Nội vừa chiêu mộ ngôi sao hàng đầu Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải muốn chứng minh tham vọng bay cao ở V-League 2023, còn câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang có phong độ cao, sẵn sàng gây bất ngờ. Trận đấu đáng xem này được trực tiếp trên FPT Play, HTV Thể thao, TV 360. Cũng vào lúc 19:15 ngày 24 tháng 6 trên sân Lạch Tray diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng, 15 điểm, hạng 6, gặp câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, 6 điểm, hạng 14. Mục tiêu của hai đội khá rõ ràng, với câu lạc bộ Hải Phòng là bảo vệ top 8, còn câu lạc bộ Đà Nẵng muốn giành 3 điểm để thoát đáy bảng xếp hạng. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, TV 360. Ngày mai ngày 25 tháng 6 diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 12 V-League 2023. Lúc 17 giờ trên sân Pleiku, trực tiếp trên FPT Play, HTV Thể thao, TV 360 là cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, 13 điểm, hạng 9, gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 7 điểm, hạng 13, lúc 17 giờ trên sân ngày 19 tháng 8 Nha Trang, trực tiếp trên FPT Play, TV 360 là cuộc chạm trán giữa đội Khánh Hòa, 12 điểm, hạng 11, với câu lạc bộ Hà Nội, 19 điểm, hạng 3, lúc 18 giờ trên sân Vinh, trực tiếp trên VTV 5 Tây Nam Bộ, FPT Play, TV 360 là cuộc chạm trán giữa Sông Lam Nghệ An, 12 điểm, hạng 10, với Topen Bình Định, 15 điểm, hạng 7, lúc 19:15 trên sân Hàng Đẩy, trực tiếp trên VTV 5, FPT Play, TV 360 là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Viettel, 15 điểm, hạng 5, với câu lạc bộ BKMX Bình Dương, 7 điểm, hạng 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.